Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông tin thêm về việc xử lý một số hành vi gây rối làm mất an ninh trật tự xảy ra trong những ngày qua. Tấm lòng thiện nguyện của tổ chức tương lai cho bé Better Future for Kids tại Canada. Gặp gỡ tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn, người đam mê nghiên cứu khoa học trong tiểu mục Chân dung người Việt. Thưa quý vị, những ngày qua, tại một số địa phương, nhiều người do tiếp cận với các nguồn thông tin không chính thống, xuyên tạc bịa đặt về dự thảo luật đặc khu, dẫn đến bị kích động, tụ tập đông người. Thậm chí đã có những đối tượng quá khích có hành vi đập phá tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến tối ngày 11 tháng 6 đã đưa gần 200 người tham gia trong các nhóm tụ tập đông người tuần hành về cơ quan để làm việc. Những người này đã có hành vi quá khích, manh động, trong đó có một số đối tượng xấu trà trộn mang theo hung khí, gây hấn với lực lượng gìn giữ an ninh trật tự, làm cản trở giao thông. Trước đó ngày 10 tháng 6, những nhóm tụ tập tuần hành đã gây ùn tắc giao thông tại một số khu vực và tuyến đường ở quận 1 và Tân Bình. Liên quan đến vụ việc tụ tập đông người đập phá trụ sở cơ quan tỉnh Bình Thuận, hôm nay Công an tỉnh Bình Thuận đã làm rõ hành vi của một số đối tượng quá khích, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Do không tỉnh táo vì say rượu, do tò mò rồi bị kích động và do được cho tiền nên tham gia. Đó là những lý do mà nhiều người tham gia các cuộc tụ tập đông người trong 2 ngày gần đây cho biết. Thậm chí có những người không biết lý do nhưng vẫn tham gia. Chiều có 6:30 tới chiều á, là thằng đó nó tới nói, nó mua đồ, nó nói dưới kia có, dưới bom trận đạo có cục bắt ngự coi, xuống coi kìa. Nói không có đi đâu, nó cỡ đi cho ông 200 ngàn. Rồi tôi xuống lấy gạch ném. Chú đến đấy tham gia thì chú có biết là người dân đấy người ta biểu tình là vì lý do gì không? Không, tôi không biết. Nào nhậu ở dưới xóm luôn. Rồi nói thôi là có một ông anh nữa, nói thôi để ra bắt xe cho anh luôn rồi về. Tình cờ đi trên đường là thấy đông đen của nó, rồi mới tới cũng coi luôn. Những người tham gia tụ tập đông người, còn có cả học sinh cấp 3, cũng chỉ vì hiếu kỳ đi xem, rồi sau đó đã bị kích động mà tham gia. Bà móc 300 ngàn ra, bà cho con, bà nói xíu nữa có một tớp người qua người ta làm gì đó, thì cũng làm theo vậy. Rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai gì liên quan tới bà ra. Em có hành vi quăng đá vô ủy ban tỉnh, lấy cây sắt khó vô mấy chiếc xe, đập vô mấy chiếc xe đốt cháy. Tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ hơn 80 người để điều tra làm rõ hành vi xúi dục kích động, đập phá và tấn công lực lượng chức năng. Công an tỉnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cầm đầu gây rối. Ngày 11 tháng 6 tại thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức hội nghị hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Mozambique trong bối cảnh mới. Tại hội nghị, các chuyên gia đại diện ngành nông nghiệp của hai nước đã trao đổi, thảo luận để ra phương hướng để sự hợp tác giữa hai ngành nông nghiệp Việt Nam-Mozambique đạt hiệu quả trong tương lai. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique, ông Lê Huy Hoàng đã trình bày về hoạt động nông nghiệp tại Việt Nam và các mô hình hợp tác nông nghiệp có hiệu quả của Việt Nam với một số quốc gia. Đại sứ khẳng định chính phủ và nhân dân Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Mozambique, mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp. Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị này của Đại sứ quán Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Mozambique, ông Higino Francisco de Marule, hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào thị trường Mozambique, không chỉ tập trung vào các cây nông nghiệp ngắn hạn như lúa và rau màu, mà còn hướng tới những loại cây công nghiệp có giá trị tiêu thụ, xuất khẩu cao như điều, sắn, dừa, cà phê. Hai bên cũng kêu gọi cộng đồng các nhà tài trợ hưởng ứng các hoạt động hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Mozambique và Việt Nam trong thời gian tới. Vừa qua, tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Đoàn Thị Hương đã có buổi làm việc với bà Chorjot Ma, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Thể thao Mông Cổ. Buổi làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học theo thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng George Ma đã thông báo một số kết quả thực hiện Hiệp định Hợp tác Giáo dục giữa Việt Nam và Mông Cổ. Theo hiệp định này, mỗi năm có 15 sinh viên Mông Cổ sang Việt Nam du học và Mông Cổ tiếp nhận 5 sinh viên Việt Nam sang Mông Cổ du học. Tuy nhiên, số lượng sinh viên của mỗi nước có năm chưa đạt chỉ tiêu. Về vấn đề học bổng cho sinh viên, Bộ trưởng George Ma cho biết, từ năm 2018, Mông Cổ đã tăng chỉ tiêu và học bổng cho sinh viên Việt Nam du học tại Mông Cổ lên 150 đô la Mỹ một tháng. Đại sứ Đoàn Thị Hương đề nghị Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Thể thao Mông Cổ hỗ trợ triển khai mở lớp dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt ở Mông Cổ và những sinh viên Mông Cổ trước khi đến Việt Nam du học tại trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulaanbaatar. Đại sứ Đoàn Thị Hương đề nghị Bộ trưởng George Ma quan tâm, ưu tiên phân bổ chỉ tiêu học bổng du học tại Việt Nam cho những tỉnh có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam như Nam Gobi, Khu vực Sigun, Orakon. Nhân dịp này, Đại sứ Đoàn Thị Hương cũng đề nghị phía Mông Cổ có kế hoạch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam chuẩn bị tốt kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ vào năm 2019. Một thông tin bà con cộng đồng tại Ukraine lưu ý, hội những người đã từng sống ở Odessa tại Việt Nam và ban liên lạc nhà máy giày da tại Odessa sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày công nhân và sinh viên Việt Nam sang thành phố Odessa, Ukraine học tập, làm việc và công tác. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 6 tại thành phố Odessa, Ukraine và ngày 16 tháng 6 tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Bà con tham dự chương trình có thể liên hệ với ban tổ chức theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Chiều ngày 10 tháng 6, đông đảo bà con người Việt yêu thơ, sáng tác thơ từ mọi miền trên nước Đức đã tham dự chương trình Hội tụ thơ Việt ở Đức lần thứ 3 tại thành phố Cosburg. Các tác giả không chuyên đã mang đến chương trình lần này gần 40 tác phẩm thơ, ca khúc, phong phú về nội dung và thể loại. Các tác phẩm lấy nguồn cảm hứng từ tình cảm của bà con người Việt xa xứ đối với quê hương, đất nước. Những vần thơ đậm đà bản sắc dân tộc Việt như sẻ chia bao tâm tư tình cảm của bà con, mong muốn được góp phần công sức của mình vào xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại. Chương trình đã để lại nhiều tình cảm và ấn tượng sâu sắc cho những người tham gia, tạo ra một sân chơi lành mạnh, đáp ứng một phần nhu cầu của người yêu thơ, cũng như khích lệ tinh thần những nghệ sĩ người Việt nơi đất khách quê người. Trong nhiều năm qua, với mong muốn nâng cao kỹ năng thanh nhạc và biểu diễn cho cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, nghệ sĩ ưu tú Đức Long đã thường xuyên tổ chức các lớp học thanh nhạc cho kiều bào. Vừa qua, lớp học của nghệ sĩ ưu tú Đức Long tại Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức bế giảng với một đêm giao lưu ca nhạc ấn tượng mang tên Mãi chỉ là giấc mơ. Lớp học thanh nhạc của nghệ sĩ ưu tú Đức Long tổ chức tại Leipzig đã thu hút hơn 150 học viên tham gia. Trong thời gian 2 tuần, nghệ sĩ ưu tú Đức Long đã truyền đạt những kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn cho bà con kiều bào. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Đức Long cũng giúp các học viên hiểu thêm về giá trị của âm nhạc Việt Nam, góp phần gìn giữ những nét đặc sắc của văn hóa Việt. Lễ bế giảng lớp học được thể hiện dưới hình thức một đêm giao lưu âm nhạc đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho những người thưởng thức. Những bài hát về quê hương đất nước, về tình yêu đôi lứa được thể hiện bởi các giọng hát nồng nàn đã tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất Việt. Sau Leipzig, lớp học thanh nhạc của nghệ sĩ ưu tú Đức Long sẽ tiếp tục được tổ chức tại một số thành phố khác ở Cộng hòa Liên bang Đức. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương, nhiều tổ chức từ thiện của bà con kiều bào tại các nước đã ra đời. Những tổ chức này không chỉ là nơi tập hợp những tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn nơi quê nhà, mà còn là sân chơi bổ ích để gắn kết cộng đồng người Việt tại nước sở tại. Tổ chức từ thiện tương lai cho bé, Better Future for Kids tại Toronto, Canada là một ví dụ điển hình như vậy. Đây là buổi tập văn nghệ của ban nhạc St. Gabriel Band vào chiều chủ nhật hàng tuần tại nhà thờ Cecilia Catholic thuộc thành phố Toronto, Canada. Ban nhạc gồm những người Việt nhiều lứa tuổi cùng nhau luyện tập múa hát cho những chương trình từ thiện, dạy tiếng Việt cho các em thiếu nhi và duy trì văn hóa dân tộc cho thế hệ người Việt tại nước ngoài. Dù không còn xa lạ với cộng đồng người Việt tại Toronto, nhưng cũng ít người biết được rằng thành lập ban nhạc St. Gabriel Band cũng chỉ là một trong những hoạt động của tổ chức Better Future for Kids được thành lập từ năm 2009 từ các thành viên chính như ông Nguyễn Tấn Khoa, Thúy Lê, Kelly Hồng Miên cùng rất nhiều tình nguyện viên và các nhà hảo tâm. Mình đã được những người nâng đỡ và giúp mình thì mình phải mang cái niềm vui và hạnh phúc đó chia sẻ cho những người khác. Sau 10 năm, đây là những cái hạt giống của mình
và sau này tụi nó sẽ đi truyền lại những cái gì mà nó học cho những cái thế hệ sau và đời sau nữa. Thì đó là cái niềm mơ ước của mình. Hàng năm, Better Future for Kids đều tổ chức những buổi văn nghệ, các hoạt động vui chơi ngoài trời để quyên góp tiền giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, nghèo khó tại vùng cao Việt Nam như Lạng Sơn, Sapa, Lào Cai. Sau này tụi đây có giúp cho các sơ xây trường học và sau này thì tụi đây có giúp cho các em có tiền để đi học. Thì khi tụi này làm cái việc đó thì tụi đây mới nghĩ rằng là nếu mà một hai người làm thì cái công việc nó rất là lớn. Tụi này làm không sợ, tụi này cần có sự giúp đỡ của cộng đồng, và nhất là tụi này muốn cho cái thế hệ con cháu mình sau này, cái đám nhỏ nó lớn lên, nó hiểu và nó sẽ tiếp tục công việc của mình. Bằng những hoạt động thiết thực của mình, Better Future for Kids đã gắn kết được nhiều bàn tay, nhiều trái tim người Việt tại Canada cùng hướng về một giá trị nhân văn và thiết thực. Đó là sự chia sẻ và đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn nơi quê nhà. Thưa quý vị, công trình nghiên cứu lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn, một nhà khoa học trẻ hiện đang là giảng viên khoa vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi cùng mời quý vị tìm hiểu về công trình nghiên cứu của nhà khoa học trẻ và con đường đam mê nghiên cứu khoa học của anh. Công trình nghiên cứu lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn đã chỉ ra được bản chất của hằng số vũ trụ để giải thích mối liên quan đến sự giãn nở, tăng tốc của vũ trụ. Tác giả đã xây dựng được số hạng hạt graviton, hạt truyền tương tác hấp dẫn trong lý thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng trong không thời gian 5 chiều, 6 chiều và 7 chiều. Sau khi công trình được công bố trên tạp chí Physical Review D, tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, đã có 19 trích dẫn sử dụng kết quả nghiên cứu của anh từ các đồng nghiệp nước ngoài. Đây là chỉ số đáng mừng cho một nghiên cứu về vật lý lý thuyết sau khi công bố. Nó cho thấy cộng đồng nghiên cứu quan tâm đến giả thuyết mà tác giả đề xuất cũng như quan tâm đến những gợi mở của vấn đề. Phát kiến khoa học của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn đã đóng góp rất nhiều cho cái việc phát triển cái lý thuyết nonlinear massive cavity, và đây là một cái lý thuyết mà được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu trong những năm gần đây, và nó có đóng góp khoa học rất là lớn. Nghiên cứu của Tuấn là tập trung vào cái tìm hiểu cái bản chất của tương tác hấp dẫn với cái giả thiết rằng cái hạt truyền tương tác graviton là nó có khối lượng. Đó, thì nghiên cứu của Tuấn đóng góp ở cái mức độ là giúp cho chúng ta hiểu được những cái câu hỏi rất là cơ bản trong cái tương tác thế giới vật lý. Năm 2007, Đỗ Quốc Tuấn nhận được học bổng nghiên cứu sinh tại Viện Vật lý Đại học Quốc gia Treo Tùng Đài Loan, Trung Quốc. Anh cùng giáo sư hướng dẫn đã quyết định nghiên cứu về vũ trụ học, một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với anh và khoa học nước nhà. Với niềm đam mê sẵn có, anh bắt đầu tìm kiếm tài liệu liên quan tới việc nghiên cứu vũ trụ học để học hỏi kỹ thuật tính toán và xây dựng mô hình riêng cho nghiên cứu của mình. Tại đây, anh đã hình thành ý tưởng nghiên cứu về lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng. Từ khi về Việt Nam công tác năm 2016 cho đến nay, anh vẫn tiếp tục độc lập nghiên cứu và phát triển công trình của mình. Và trong tương lai thì tôi sẽ tiếp tục phát triển và khảo sát những cái tính chất khác của cái lý thuyết này. Có thể là tôi có thể mở rộng các cái tính toán của các cái đồng nghiệp khác trong không thời gian 4 chiều lên không thời gian nhiều chiều. Và tất nhiên đấy là một cái bức tranh rất là lớn và nó không thể ngày một ngày hai làm ấy, mà nó sẽ cần thời gian. Tình yêu khoa học luôn thôi thúc nhà khoa học trẻ say mê nghiên cứu để cống hiến cho nhân loại những hiểu biết mới, tri thức mới. Anh cũng là tấm gương sáng góp phần lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học tới các bạn trẻ, đóng góp cho sự phát triển của nền khoa học Việt Nam. Những thông tin về chương trình nghiên cứu của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam bằng cách truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.